Xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Trong lúc mà cả nước chúng ta đang căng mình ra để chống dịch và tất cả người dân chúng ta thì báo cáo với bà con đang phải chấp hành tất cả đầy đủ mọi chủ trương chính sách của Đảng, của Ban chống dịch, của Chính phủ đề ra cho chúng ta và mỗi người dân trở thành một chiến sĩ phòng chống dịch bệnh. Một trong những cái yêu cầu bắt buộc đó là tất cả người dân chúng ta hiện tại bây giờ không được tụ tập đông người và không được tổ chức những cái lễ hội, không được tổ chức kể cả những cái việc cá nhân mà rất nhiều địa phương đã quy định là không được tập trung quá 20 người, đặc biệt là những tỉnh thành có dịch thì còn có đang có cách ly y tế rồi có giãn cách xã hội. Có thể nói ở trong đất nước chúng ta thì đang chấp hành rất tốt, người dân chấp hành rất tốt, tất nhiên còn có một vài con sâu làm dầu nồi canh và đã bị xử lý rất là thích đáng. Thế nhưng mà kính thưa bà con ấy, thì tôi từ khi mà tôi lên trên này nói chuyện đến bây giờ thì tôi vẫn cứ thắc mắc và tôi cũng đã hỏi rất nhiều lần lãnh đạo các địa phương, rồi cơ quan an ninh của các địa phương rằng có phải Việt Nam chúng ta có hai bộ luật hình sự hay không. Tại sao tôi lại nói thế? Vì kính thưa bà con, có một cái thế lực đó là một số tên Linh Cẩu theo đạo Thiên Chúa, chúng lợi dụng vào cái chuyện theo một cái đạo và chúng luôn luôn làm ngược lại với những cái điều của hiến pháp và luật pháp quy định. Đặc biệt thậm chí trong lúc này tình hình dịch bệnh quá căng thẳng như vậy mà bọn chúng vẫn cứ coi thường kỷ cương pháp nước. Mấy ngày vừa qua ở tại miền Trung thì kính thưa bà con, có một số giáo xứ ở trong đó cầm đầu là những tên Linh Cẩu chống lại chính quyền, chống lại đất nước từ lâu rồi, thì chúng lại bắt đầu đứng ra tổ chức những cái thánh lễ của chúng rất là to. Điển hình hôm nay thì tôi xin kể đến hai cái nơi chúng tổ chức thánh lễ. Đầu tiên thì như chúng ta đã biết, tên Nguyễn Đình Thục, một trong những tên mà có thể nói rằng chúng nó chống đối chính quyền, chống đối lại đất nước chúng ta từ lâu lắm rồi. Tôi phải có vài chục bài vạch mặt tên Nguyễn Đình Thục cùng với tên Đặng Hiếu Nam. Trước đây còn tên Đặng Hiếu Nam còn được chủ chăn một đơn vị ở tại trong đó thì nó cũng phối hợp với tên Nguyễn Đình Thục để tổ chức rất nhiều những cái hành động chống đối, thậm chí chúng còn kêu gọi biểu tình chống đối tấn công lại cả lực lượng chức năng ở tại miền Trung. Thời gian gần đây thì tên Đặng Hiếu Nam đã bị cách hết tất cả các chức vụ, thế nhưng thỉnh thoảng thì nó vẫn về tại nơi của tên Nguyễn Đình Thục đang quản xứ để nó tổ chức những cái hành động bệnh bạc ở tại cái giáo xứ của Nguyễn Đình Thục. Nhưng lần này thì Nguyễn Đình Thục đã làm với tư cách là một mình. Và ở trên hình ảnh của bà con chúng ta, đây là hình ảnh mà tên Nguyễn Đình Thục vừa mới tổ chức trong buổi tối ngày 29 tháng 5 vừa qua, một cái thánh lễ. Giữa đại dịch, Linh Mục Nguyễn Đình Thục thực hiện thánh lễ 3K, tức là không đeo khẩu trang, không khoảng cách, không tập trung, còn khử khuẩn hay khai báo y tế không thì không biết. Đấy. Trong khi chính phủ và ban chống dịch thì yêu cầu tất cả người dân chúng ta là 5K. Thế nhưng mà hiện tại thì báo cáo bà con tất cả đến những người đến dự lễ hội của Nguyễn Đình Thục ở đây không đeo khẩu trang và tụ tập hàng trăm người rất đông trong một cái lễ hội như vậy vào cái buổi tối ngày 29 tháng 5 vừa qua. Sau đây thì tôi sẽ đọc cho bà con một bài viết được đăng trong Thời báo Nghệ An. Nguyễn Đình Thục coi thường quy định nhà nước, xem nhẹ sức khỏe cộng đồng, bất tuân bề trên. Một con cảnh buổi thánh lễ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 tại giáo xứ Lộc Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, do Linh Cẩu Nguyễn Đình Thục, Linh Mục Nguyễn Đình Thục làm chánh xứ, đã được chính Linh Mục này chia sẻ trên Facebook. Buổi lễ có vẻ rất đẹp, rất hoành tráng, với rất đông người tham gia, lung linh trong ánh nến, nhưng nó lại khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ. Bởi lẽ, trong những bức ảnh này, những đoàn người san sát và đố các bạn tìm thấy được bóng dáng của một chiếc khẩu trang. Không biết Nguyễn Đình Thục tỏ ra ngu dốt trong mùa dịch hay đây tiếp tục là một hành vi thách thức chính quyền. Không biết ngoài kinh thánh và tài liệu phản động thì Thục có còn biết đọc báo và coi thời sự nữa không? Bởi nếu đọc báo hay coi thời sự thì Linh Mục Thục sẽ biết thừa biết tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
Thừa biết trong thành phố Hồ Chí Minh một trong những ổ dịch lớn xuất phát từ Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Do vậy, Thục càng sẽ chẳng biết rằng thành phố Hồ Chí Minh vừa mới phải giãn cách xã hội vì những hoạt động tôn giáo không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch và hành động đã phải trả giá bằng quyết định khởi tố của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi Thục bỏ qua mọi thông tin thông báo chính thống của nhà nước thì Thục cũng phải quan tâm chút ít đến các văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chứ. Từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra, Hội đồng Giám mục cho đến Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đều ra các văn bản thông báo liên quan đến công tác phòng chống dịch. Mới nhất, rất nhanh sau những ca mắc đầu tiên trong đợt dịch lần thứ tư thì ngày 7 tháng 5 đã kịp thời ra thông báo số 0621 TBTGM về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Vậy mà Thục dường như coi như mình chưa từng đọc văn bản này hay sao? Tức là văn bản của chính bề trên của Nguyễn Thục ra, nhưng mà nó cũng không chấp hành. Phải nói tên này là một trong những tên mà có lẽ rằng gan nó to bằng gan trời. Và tôi nghĩ rằng đến chúng tôi là những người không theo đạo mà vẫn còn phải chấp hành lệnh của cấp trên, vậy mà tên này nó lại theo đạo thì đáng nghĩa trong đạo nó phải nghiêm hơn chứ, vậy mà nó cũng không chấp hành đấy, bà con. Là một linh mục khét tiếng có nhiều hoạt động chống đảng, chống nhà nước, nhưng những hành động của Thục, Nguyễn Đình Thục gần đây không chỉ còn là những hành động bất tuân quy định của nhà nước, thách thức sự quản lý của xã hội nữa, mà đây chính là sự bất tuân, thách thức chính sự lãnh đạo của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Thử hỏi rằng một con người coi thường quy định nhà nước, xem nhẹ sức khỏe cộng đồng, bất tuân bề trên như linh mục Nguyễn Đình Thục thì Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ treo chén linh mục Thục trong thời gian không xa. Vâng, tôi xin gửi thông điệp đến lãnh đạo của chính quyền các địa phương ở tại nơi tên linh mục Nguyễn Đình Thục này nó đang quản xứ, và cũng xin gửi đến lãnh đạo của Tòa Giám mục của bề trên của Nguyễn Đình Thục rằng tại sao một kẻ như vậy mà lại vẫn để cho nó được quản xứ một cái giáo xứ, và xin khẳng định rằng nó không đem lại lợi lộc gì cho bà con giáo dân ở đấy cả, mà nó đang đẩy bà con giáo dân ở đấy đến những sự nguy hiểm chết chóc. Tôi nói dại, trong cái lễ hội này mà chỉ cần có một người bị nhiễm Covid-19 thôi thì nó sẽ giống cái thảm cảnh ở Hàn Quốc, đó là một cái giáo xứ mà chỉ có một người mà đã lây cho 1.800 người và rất nhiều người đã chết. Vậy thì tôi xin thử hỏi lãnh đạo của cả bên tòa, xin lỗi, kể lãnh đạo của cả bên đạo Thiên Chúa giáo và lãnh đạo của chính quyền địa phương, tại sao lại để cho một kẻ coi thường kỷ cương phép nước như này nó vẫn được hoạt động, trong khi đó người dân chúng tôi chỉ cần vi phạm một cái thôi là bị bắt giữ, là bị xử phạt, là bị xử tù. Tại sao lại có cái sự bất công như vậy, đúng không bà con? Vâng. Và xin gửi đến bà con một tên linh cầu khác. Vâng, đây là những hình ảnh tại giáo xứ của tên linh cầu này. Đây là tên linh cầu Bùi Khiêm Cường, quản xứ Kẻ Đông, Hương Sơn, Hà Tĩnh, tiếp tục bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động đông người vào tối 1 tháng 6, không muốn ai đeo khẩu trang. Đây chính là mối họa lớn trong thời điểm dịch bệnh lây lan khó lường như hiện nay. Xin kính mời bà con chúng ta xem một loạt các cái ảnh về các cái tổ chức các cái buổi của bọn chúng. Vâng, đây, bà con thấy không? Rất đông người, rất hoành tráng, và có cái điều đặc biệt là không ai đeo khẩu trang. Đó. Vâng, như vậy là chúng ta mới thấy rằng không phải chỉ có một Nguyễn Đình Thục mà hiện tại ở khu vực giáo xứ Giáo phận Vinh, mặc dù từ khi mà linh mục Nguyễn Hữu Long về đấy quản xứ thì rõ ràng đã đỡ đi rất nhiều sự chống đối, đã đỡ đi rất nhiều cái sự làm chống đối chính quyền, làm bừa bãi và coi thường kỷ cương phép nước, nhưng rõ ràng bọn chúng vẫn còn ngông cuồng lắm, đúng không bà con? Đó, ngoài cái chuyện mà trong những buổi giao giảng chúng có những cái bài giao giảng đến giáo dân chống đối lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chống đối chính quyền, thì chúng lại còn coi thường cả lệnh của bề trên của chúng. Tôi cho rằng đã đến lúc thì lãnh đạo của Giáo phận Vinh, linh mục Nguyễn Đình Long
hãy xem xét và xử lý Nguyễn Đình Hục và xin lỗi Bùi Khiêm Cường, chắc là giáo phận Hà Tĩnh. Đề nghị tất cả những bề trên của chúng hãy phải xử lý bọn chúng đến nơi đến chốn. Không thể để cho những kẻ coi thường kỷ cương phép nước như thế này được sống dưới một mái nhà chung là đất nước Việt Nam. Tôi được biết ngay cả ngài gọi là giáo hoàng ở Vatican thì trong một bài phát biểu ngài cũng đã nói nếu muốn gọi là trở thành một con chiên ngoan đạo, muốn trở thành một người ngoan đạo thì trước tiên phải chấp hành luật pháp ở nước sở tại, nơi mình cư trú. Có sống tốt đời đẹp đạo thì mình mới trở thành những người kính Chúa yêu nước được. Đó, vì vậy cho nên là bề trên của chúng thì răn dạy như vậy, nhưng ở dưới thì bọn chúng đang làm càn. Qua đây thì tôi cũng xin đề nghị với chính phủ Việt Nam, với các cơ quan pháp luật Việt Nam phải có một sự rạch ròi rõ ràng, chứ không thể để rằng ở một đất nước mà lại có hai cái cách đối xử. Đó là với những người dân bình thường chúng tôi thì chỉ cần vi phạm rất nhỏ đã bị xử lý rất là nghiêm khắc, trong khi đó bọn chúng vi phạm đến mức như thế này mà không có bất cứ một sự xử lý nào của chính quyền. Thứ hai, tôi cũng đề nghị tất cả cơ quan lãnh đạo của Đạo Thiên Chúa tại Việt Nam hãy xem xét vấn đề này và đừng để càng ngày những kẻ nông cuộc như này càng khoét sâu thêm cái mối ngăn cách, cái khoảng cách giữa những người ở bên Đạo Thiên Chúa và những người ở bên lương hoặc những cái đạo khác. Tất cả đã sống ở trên cái mảnh đất Việt Nam này thì phải chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những kẻ nào mà không chấp hành, chắc chắn những kẻ đó đi chệch cái con đường cuộc sống của nhân dân Việt Nam và chắc chắn sẽ phải bị trừng trị. Có như vậy thì nó mới nêu cao được tính gương mẫu, nêu cao được cái tính nghiêm khắc, nêu cao được cái tính nghiêm túc của kỷ cương phép nước. Và điều quan trọng thì người dân chúng tôi sẽ bớt phần ấm ức, bớt phần vì tại sao bọn chúng vi phạm đến mức như này mà lại không bị xử lý, trong khi chúng tôi thì cứ bị xử lý rất nặng. Đó, có thể nói rằng trong lúc này thì đất nước chúng ta đang phải căng mình chống dịch. Chưa có lần nào mà đợt dịch nó lại nguy hiểm như đợt này. Hiện tại cho đến giờ phút này thì cũng chính từ một cái nhóm hoạt động đạo ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay dịch bệnh đang lan tràn mà đang là ổ dịch nguy hiểm nhất. Thậm chí đã có những lời đề nghị giải tán, cho dừng hoạt động của cái hội truyền giáo Phục Hưng đó. Nếu cần, tôi xin khẳng định với chính phủ, đảng và nhà nước rằng nếu cần, cái đạo nào ở đất nước Việt Nam mà chống đối, cái đạo nào ở đất nước Việt Nam mà không đem lại lợi ích cho dân tộc, cho nhân dân thì theo tôi nếu cần cũng phải giải tán. Kinh nghiệm ở nhiều nước họ cũng đã giải tán những cái đạo không cần thiết, giải tán những cái đạo mà hoạt động không vì lợi ích quốc gia. Vì vậy theo tôi đã đến lúc chúng ta phải nghiêm khắc hơn trong lĩnh vực tôn giáo. Vâng, đó là bản tin của tôi, bản tin nóng của tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất mong bà con chúng ta có thêm những đóng góp ý kiến vào trong bản tin này để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng cho một cái đất nước chúng ta sống theo hiến pháp và pháp luật. Dù bất cứ một cái đạo nào ở trên đất nước Việt Nam, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và tất cả các cái đạo khác ở trên đất nước Việt Nam đều chung một đất mẹ Việt Nam, và vì vậy phải chung một sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chính phủ Việt Nam, và phải chấp hành nghiêm túc hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam đề ra. Xin kính chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con ở những bản tin nóng tiếp theo. Gồm lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn thù.